có bóp ba lát trữ tình cho nó không? Vâng, và có nhiều khúc sôi động và cũng có một số ca khúc và nhạc bóp ba lát nhẹ nhàng hơn. Rồi, chúng ta sẽ cùng ủng hộ cho Trường Dương với những sản phẩm âm nhạc tiếp theo và hãy tiếp thêm động lực cho bạn ấy để bạn ấy ngày càng có những sản phẩm hay hơn nữa các bạn nhé. Bây giờ thì Trường Dương sẽ gửi đến chúng ta một ca khúc rất là nhẹ nhàng. Đó là ca khúc gì Dương ha? Vâng, và sau đây xin trình bày một ca khúc nhẹ nhàng hơn. Nhạc phẩm nhạc kho Lời Việt Lưu Anh, ca khúc được mang tên Lời Nguyện Cầu. Mời các bạn cùng thưởng thức. Ngày hôm nay một không khí sôi động nhưng cũng không kém phần lãng mạn đúng không ạ? Xin chúc tất cả các bạn sẽ gặt hái được thành công trên con đường ca hát của mình.
Bây giờ thì